Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp tháng 8 âm lịch năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch. Tổng quát: tháng 8 tháng Ất Dậu. Dương lịch từ ngày 17 tháng 9 năm 2020 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020. Can chi từ ngày Quý Hợi tháng Ất Dậu năm Canh Tý đến ngày Nhâm Thìn tháng Ất Dậu năm Canh Tý. Thiên can Ất Mộc. Địa chi Dậu Kim. Đặc trưng ngũ hành tạp loạn. Thái tuế thiên bình hòa, địa tương khắc. Chi tiết tử vi 12 con giáp. 1. Tử vi tháng 8 tuổi Tý theo lịch âm. Ảnh hưởng của tứ hành xung nên nhìn chung cuộc sống của con giáp tuổi Tý tháng 8 âm lịch có nhiều việc không như ý. Chủ yếu căng thẳng trong thời gian này đến từ các mối quan hệ, hầu như bạn và họ không cùng chung tư tưởng nên dễ bị đối đầu, căng thẳng. Về khía cạnh sự nghiệp, cho dù bạn tham vọng rất nhiều nhưng cũng phải kiên nhẫn thực hiện từng bước, càng vội vàng càng dễ có sai sót. Nhân khi có sao Thiên Đức hỗ trợ cho sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, con giáp tuổi Tý nên tận dụng cơ hội tốt như thế này để phát triển sự nghiệp. Chỉ khi bạn chăm chỉ, nỗ lực thì may mắn tiền bạc mới bắt đầu xuất hiện. Bạn nên duy trì sự chăm chỉ và kiên nhẫn hiện tại vì bạn sẽ chẳng bị phụ đâu. Càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Chuyện tình cảm đôi lứa cũng khiến bản mệnh phải đau đầu suy tính khi mà hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối, phản bội nhau. Sống cùng nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, hạnh phúc chẳng thấy mà chỉ là nỗi buồn. Bản mệnh hãy nhìn kỹ lại mối quan hệ của mình. Nếu còn tình cảm, còn có thể cứu vãn thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm đã cạn thì nên học cách buông tay, đừng gò ép bản thân mà khiến mình càng lún sâu vào bi kịch. 2. Tử vi tháng 8 tuổi Sửu theo lịch âm. Theo tử vi 12 con giáp tháng 8 âm lịch. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều việc cản trở, có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Dù là tháng trung thu là dịp để đoàn viên nhưng không phải con giáp tuổi Sửu nào cũng dành đủ thời gian cho người thân trong gia đình vì bạn quá bận rộn. Việc chồng việc khiến bạn dường như không thể nào thoát ra được khỏi guồng quay đó. Thậm chí vì thiếu tập trung, luôn tâm trong tâm trạng bất an nên bản mệnh có thể để xảy ra sai sót không đáng có. Đó là nguyên nhân khiến bạn cuối tháng nó thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương cắt thưởng. Trong trường hợp này, bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể, hãy kiên trì thực hiện phương châm, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu chỉ tốt cho những cặp đôi tình yêu đang chớm nở với sự nâng đỡ của tam hợp. Thế nhưng bạn đang yêu đơn phương sẽ phải chứng kiến cảnh họ hạnh phúc với người mà họ thật lòng yêu đấy, do đó đừng cố chấp nữa, đừng níu giữ điều gì không phải của mình. 3. Tử vi tháng 8 tuổi Dần theo lịch âm. Con giáp tuổi Dần có nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí có người gây hại nhưng đừng quá lo lắng, sao tử vi cát tinh sẽ sớm xuất hiện để trợ lực cho bản mệnh. Thậm chí trong tình huống khó khăn mà bạn vượt qua được còn mang về tài lộc, hỗ trợ bạn cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp, khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng. Thậm chí, đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của bạn dành cho họ. Tình cảm bị dao động trong khi bản thân con giáp này vẫn mong muốn níu giữ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cần phải học cách buông tay nếu không còn khả năng nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường đời. Tình cảm cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc.
Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào hỏa huyết quang. Phương diện sức khỏe của bản mệnh là vấn đề đáng lưu tâm, nếu không sẽ sa sút, thiếu năng lượng, hay uể oải. 4. Tử vi tháng 8 tuổi Mão theo lịch âm. Người tuổi Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ. Sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt nhìn của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công. Nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. 5. Tử vi tháng 8 tuổi Thìn theo lịch âm. Tử vi tháng 8 năm 2020 của tuổi Thìn âm lịch, người tuổi Thìn tháng này công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. May mắn là có lục hợp mà bạn tìm được tiếng nói chung với người thân trong gia đình, và họ trở thành điểm tựa cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn này. Sáu. Tử vi tháng 8 tuổi Tỵ theo lịch âm. Bước sang tháng mới với nhiều dự định mới nên con giáp tuổi Tỵ trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Bản mệnh bắt tay thực hiện những kế hoạch đã được lên từ đầu năm, bất chấp khó khăn, trở ngại, bạn luôn giữ được thái độ lạc quan và sự nhanh nhạy sẵn có. Đa số người tuổi Tỵ tháng trung thu này có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp, nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt. Trong công việc, con giáp này tập trung làm việc, sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng mạnh, nhất là những bạn làm nghề bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Về khía cạnh tài chính cũng có phần rực rỡ hơn, nhờ công việc hanh thông nên tài lộc thu về tay cũng tăng tiến, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Thành tích đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của những cặp đôi mới yêu hứa hẹn sẽ vô cùng tốt đẹp. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người nên hãy giữ trọn từng kỷ niệm đẹp này bên nhau bạn nhé. Thế nhưng những cặp đôi yêu lâu dễ xảy ra lục đục, bất đồng, khó hòa giải, thậm chí một trong hai người đào hoa vượng nên khiến gia đình lục đục khó yên nữa đấy. 7. Tử vi tháng 8 tuổi Ngọ theo lịch âm. Đường tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ hưng vượng, chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thời gian này có không ít khó khăn với những đối thủ, nặng ký thế nhưng khi có thái âm cát tinh trợ lực thì bạn không phải lo lắng quá đâu. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Xét về đường tình duyên, những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại.
Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể lụi tàn bất cứ khi nào. 8. Tử vi tháng 8 tuổi Mùi theo lịch âm. Tử vi tháng 8 năm 2020 của tuổi Mùi âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản, có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phai nhạt do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu. Vì thế, bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên sức khỏe của bản mệnh không được như ý. Một phần là do tâm bệnh khi bản mệnh thường xuyên lo lắng thái quá trong thời gian này. 9. Tử vi tháng 8 tuổi Thân theo lịch âm. Theo vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong tháng 8 năm 2020 thêm phần rực rỡ, tốt cho nam mệnh độc thân ngỏ lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa. Những người độc thân nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý định muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh là người đã có đối tượng hoặc người đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải một dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện, giao lưu với người khác giới, bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp, không nên có tư tưởng ngoại tình, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Để có sự nghiệp tốt lên thì tháng này bản mệnh phải trả giá không ít về những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhiều người gặp các vấn đề khiến bạn cảm thấy đuối sức hay mệt mỏi, cần phải chú ý nhiều hơn. 10. Tử vi tháng 8 tuổi Dậu theo lịch âm. Ảnh hưởng của thiên quan nên có nhiều việc khó lường có thể xảy ra, đòi hỏi bản mệnh phải đủ bình tĩnh xử lý từng vấn đề một, nếu không bạn sẽ bị rối trong một mớ bòng bong mà không biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Những việc liên quan đến giấy tờ thường bị làm phiền, nhũng nhiễu, yêu sách, khó hoàn thành xong trong tháng này. Đối mặt với tiểu nhân thì bạn phải bình tĩnh, đừng cho cơ hội để người ta kiểm soát bạn. Tình hình tài chính có phần khởi sắc, lại không phải chi tiêu quá nhiều nên bạn có thể tiết kiệm được kha khá. Trong khi đó, một số người có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Về vấn đề sức khỏe, con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài. Khi đi đường cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Dù không thể lường trước được mọi việc nhưng luôn phải có ý thức đảm bảo an toàn, nhớ luôn phải đem theo thuốc dự phòng bên người, để phòng những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. 11. Tử vi tháng 8 tuổi Tuất theo lịch âm. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng, nhưng đừng nản lòng. Công việc tưởng rằng đang trong tầm kiểm soát thì bị sai sót do ảnh hưởng của tương hại, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng, tình hình tài chính của con giáp tuổi Tuất cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Thế nhưng bù lại thì tình cảm gia đình thêm phần gắn kết, mọi người hiểu và thông cảm cho cuộc sống của nhau. Trên phương diện tiền bạc, tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạt nên thường không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm trên vai cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. 12. Tử vi tháng 8 tuổi Hợi theo lịch âm. Tử vi tháng 8 năm 2020 của tuổi Hợi âm lịch, chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch, dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi.
Cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Tháng 8 có thể thấy, bạn phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca thức khuya, tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhặt chặt bị, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt, điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Tuy nhiên, trong tháng trung thu này mọi người được thỏa thích vui chơi thì bạn lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên...